đội kỹ thuật về âm thanh đúng không? Nếu mà bây giờ các bạn nghe rõ chưa? Các bạn thấy mình không? Để mình lấy cái điện thoại coi. Các bạn thấy mình không? Để mình vô đây coi thử nha. Đâu? Đợi mình chút nha, đợi mình chút nha. Để coi mình có nghe rõ hay không á. Hồi sáng ngồi hơi xa nên là không nói không có rõ mọi người nghe, mặc dù mình nói rất là to đó nhưng mà ngồi xa không có nghe rõ. Nha. Bạn nào hồi sáng chưa xem được á thì bây giờ vô xem nha, vui lắm nha. Trời ơi. Đây đang trực tiếp này đúng không? À, rồi ok. Rồi đúng không? Các bạn nghe rõ rồi đúng không? Các bạn nghe rõ rồi đúng không? Đúng không? Rồi ok. À, mình sẽ để đây nha. Đó, hồi sáng nè. Bạn nào chưa nghe rõ thì bây giờ nghe rõ chưa? Nghe rõ chưa? Comment cho mình biết với. Để chiều nay có một phần đắp hộp cực kỳ hay luôn nha. Rồi. Đắp hộp cái thùng này nó mới phê nè các bạn ơi. Từ bây giờ cho tới ngày thắp hương xong là các bạn có thể dùng được rồi đó.
Tại vì thường á, trong xoài nếu mà mình thái già như thế này là trong độ trong vòng từ 5 ngày tới 7 ngày là khi mà mình ủ hoặc là mình để chung á thì nó sẽ chín quả, và nó chín á nó sẽ ngã ra cái màu vàng rất là đẹp, vàng óng luôn, rất là ngon nha các bạn. Ngon, nhưng mà điều đặc biệt là các bạn phải được những cái quả già như thế này nha. Nếu như mà hái quả xoài xanh á thì nó sẽ không có được chín đâu, nó chín và nó sẽ không ngon đâu đó. Phải chọn những quả già như thế này, đây đây, để mà nhận biết được quả xoài già. Các bạn nhìn cái da của nó nè, nó tròn uống ủng như thế này đó. Cái quả xoài nó phải tròn uống ủng như thế này nó mới già nha các bạn. Nếu mà nó dẹp á, nó dẹp lép sang bên hông này là nó chưa có già đâu. Đây, nó hơi có cái màu ngã vàng một chút đó, rất là đã luôn nha. Ôi, rất là cưng luôn đó các bạn, trái nào trái nấy đều to cả, trái nào trái nấy. Rồi đợt này cậu mở hái cho mình xoài rất là ngon luôn. Đây là những chiếc xoài đầu mùa đó nha các bạn, những chiếc xoài đầu tiên của vườn luôn đó. Đầu mùa cũng tới khoảng 10 nè.
ra để mình cho các bạn xem tầng thứ hai nha. Đây, đây đây đây, bỏ lấy nhận theo cái tờ giấy rất là thơm đấy. Các bạn đi lựa xoài á thì các bạn cứ chọn những cái quả nào mà nó tròn cũng như thế này nè. Đó, trên da nó sẽ không có nó sừng sùi như thế này cũng được, không sao đâu các bạn, nó sừng sùi như thế này là quả nó già. Nó rám rám như thế này không sao cả, các bạn ăn rất là ngon. Nhưng mà hạn chế những cái quả ở đây thì mình không thấy cái quả mà để mình chuyển cho các bạn những cái đốm mà bị ong chích á ở đây, tại vì họ nói là bộ đã lựa cho mình á, lựa cho mình rồi nên mình ra là để mình xem thử. Đây để các bạn cẩn thận hơn khi mà lựa xoài đó, trái nào trái đấy nó cũng tròn cũng như thế này nè các bạn, cái cuốn nó hơi ngã lại một chút nha. Các bạn có thể là ủ trong thùng gạo á, thùng gạo hoặc là các bạn có thể ngoài ra thì
các bạn có thể ủ trong cái các bạn có thể lấy cái khăn màu đen đó các bạn ủ lên quả xoài cũng được đó, để giúp cho cái quả xoài chín đó các bạn, khi mà xoài già mà các bạn hái các bạn ủ á thì nó sẽ ngon hơn là cái xoài chín cây nha. Xoài chín cây nó sẽ có hiện tượng là nó rồi nó bị lủng từ bên trong đó, khi mà nó lủng từ bên trong thì nó sẽ không ngon. Còn riêng cái xoài á, cái thịt của nó rất là vàng, vàng tươi, vàng rất thơm. Trời ơi, mình cầm bé nào á mình cũng nâng niu nó có vẻ rất là nhẹ nhàng. Rồi quả xoài rất là ngon, xoài nhà mình là từ 4 lạng 400g trở lên nha, không có quả bé hơn nha các bạn. Để luôn rồi.
quá. Nhiều lắm, mình hết chủ đề luôn rồi các bạn ơi. Rồi, đây đã là tuần cuối cùng chưa các bạn? Thank you.
chiên không dầu. À, nướng trong cái nồi chiên không dầu của các bạn. Nếu mà to quá thì các bạn cắt nhỏ ra. Đó, thì các bạn nướng trong đó cũng rất là ngon. Còn ở quê á, thường ở quê mình sẽ có bếp than á, nướng mỗi lần má nướng rất là nhiều luôn. Đó. Đây là bánh tráng nướng giòn nè các bạn. Đó, bánh tráng nướng giòn nha. Bánh tráng nướng giòn. Như là nem chua rất là ngon nha các bạn. Ai khách nào mà ăn nem chua của bên mình thì biết là nem chua rất là ngon. Nem chua mình có tiêu nè, tôi á thì tôi rất là ngon ăn ăn đây nem chua của Bình Định, đặc trưng nem chua của Bình Định là sẽ là bốn lá ổi ở bên ngoài, tại vì trong cái lá ổi á nó có chất chát nên thành ra là nó có khả năng nhiều vi khuẩn á, nên nó rất là ngon. Đó, nem chua lá ổi rất là ngon, đặc trưng của quê Bình Định mình. Thì đợt này là mình đặc biệt nha, đặc biệt là có chả ram tôm đất rất là ngon, chế rất là ngon, nói chung là cái nào cũng rất là ngon, tại vì mình chọn một cái hàng nào mà nó có kiểu như là phải ngon mình mới lấy, còn không ngon là mình nói cô nói mọi người không lấy đâu, ý là phải ngon là mình mới lấy, tại vì mình cũng dùng những cái sản phẩm này mà, nên thành ra là người đến với mình á quan giác quan